Thế cái món giò tai cuộn lưỡi này cứ gọi là ngon xoắn lưỡi luôn các bác ơi. Món này là lần đầu tiên tôi làm á, và tôi quyết định rồi, Tết năm nay là nhà tôi sẽ ăn món này. Nó giòn sần sật mà ăn không hề ngấy một tí nào luôn nhá. Hôm nay tôi làm hai cái tai một cái lưỡi, nhưng mà tính ra một cái lưỡi các bác phải dùng ba cái tai thì mới cuộn hết được. Mua về mình rửa thật sạch sẽ đi rồi mới làm. Mình trần sơ tai lưỡi đi thôi chứ không phải luộc đâu. Mình sẽ trần với một chút muối và giấm này. À mà làm món này thì các bác thêm cho tôi một ít da heo cuốn cùng để tăng độ kết dính. Không cần nhiều đâu, một miếng bằng bàn tay thôi là được. Các bác chỉ cần đun nước sôi nhẹ lên rồi vớt lưỡi ra để cạo phần màng đi. Còn vẫn ngâm da và tai ở trong đấy, không cần đun nữa đâu nhá. Lưỡi các bác nhớ cạo thật sạch phần màng trắng đi, từ đầu cuống lưỡi đến cuối, rồi rửa lại thật sạch sẽ đi rồi mới thái. Chứ đừng thấy tôi không quay rửa mà không rửa nha. Kiểu nhiều khi mà tôi quay kỹ quá, bước nào cũng quay thì các bác chán. Nên nhiều bước tôi nghĩ là các bác biết rồi nên là tôi bỏ qua ấy. Vì cái lưỡi này của tôi khá là to nên là tôi cắt riêng phần cuống lưỡi ra, chỉ lấy phần lưỡi thôi để cuộn ăn cho nó giòn. Nếu mà làm nhiều tai mình có thể tận dụng luôn phần cuống lưỡi vẫn cứ là ok la nha. Mình thái lưỡi thành từng miếng dài để cuộn vào cùng tai cho nó dễ. Ra thì các bác thái sợi ra. Mình cũng không cần cuộn vào quá nhiều đâu, chỉ cần một ít thôi là được. Tính ra hai cái tai làm hai cuộn giò thì chỉ cần hai miếng da nhỏ như tôi đang làm thôi là đủ rồi. Tôi hơi bị ảo tưởng về độ khéo léo của mình nên cứ nghĩ là hai cái tai đấy tôi phải cuộn được hết cả cái lưỡi với chỗ da này nên thái hơi nhiều. Đến lúc cuộn hết có xíu thôi à. Phần gia vị các bác cho một thìa canh nước mắm, một thìa cà phê muối, một thìa cà phê hạt nêm, một thìa đường. Tiêu thì thích ăn cay nhiều cho nhiều, thích ăn cay ít cho ít rồi trộn đều lên cho nó ngấm. Tôi trộn vào đây một thìa cà phê muối đỏ để thịt lên màu hồng tươi cho nó đẹp. Còn các bác có thể dùng hoặc không dùng đều được, không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu. Tai thì các bác cứ khứa nhẹ dọc tai để đến lúc cuộn cho nó dễ. Các bác chuẩn bị cho tôi hai tờ giấy bạc, mình cuộn hai lớp để nước không bị ngấm vào. Các bác cho lưỡi và da vào tai rồi cuộn lại cùng giấy bạc. Nói chung người làm không khó đâu, nhưng mà cuộn được nhiều lưỡi vào tai hay không là do mỗi người thôi. Mình cuộn chặt tay một chút để lúc giò ra sẽ tròn đẹp nha. Mình cuộn xong thì xoắn hai đầu vào, tiếp tục bọc ở ngoài cho tôi một lớp giấy bạc như vậy nữa rồi mới buộc dây. Mình buộc dây để cố định thôi chứ không buộc chặt quá nha các bác. Mình buộc chặt quá đến lúc giò chín là sẽ có chỗ lồi chỗ lõm ấy nha. Tôi sẽ để khoảng 1 tiếng cho muối đỏ thấm vào thịt rồi mới đem đi luộc. Riêng cái thằng muối đỏ này các bác luộc ngay nó không lên màu đẹp đâu, phải ướp ít nhất 1 tiếng cho tôi nhá. Ăn giò phải có cái gì đó chua chua mới được. Tôi làm tí dưa bắp cải ăn kèm cho nó ngon. Mùa này ăn dưa bắp cải bao ngon luôn các bác ơi. Giò tai cuộn lưỡi các bác có thể ăn cùng dưa bắp cải, dưa chua hoặc là kim chi đều rất là ngon luôn á. Ngoài bắp cải ra các bác thêm vào đó cho tôi một mớ rau cần, một củ cà rốt và nhất định là phải có rau răm. Bắp cải các bác thái khoảng 5mm, đừng thái nhỏ quá mà đến lúc ăn nó không được giòn. Cần thì mình thái khúc dài khoảng 5cm. Cà rốt các bác bào sợi hoặc thái thì tùy. Rau răm thì các bác có thể thái hoặc là không nha. Tôi là một đứa rất thích ăn mấy món muối chua này nhỉ. Kiểu như ở nhà mẹ tôi hay muối dưa muối cà ấy. Mỗi mùa một loại nên là sở thích nó bị nhiễm như một thói quen á. Mùa đông và mùa Tết là nhà tôi hay ăn dưa bắp cải. Còn Tết thì hay có dưa su hào cà rốt. Tết nhất đồ ăn nhiều, kiểu gì mẹ tôi cũng phải có một hũ dưa. Nhìn thì đơn giản thế thôi, chứ nó là món đồ giải ngấy cực kỳ hiệu quả luôn ấy. Để dưa chua nhanh, mình muối dưa với nước ấm, pha với đường và muối nhá. Có một mẹo cho dưa nhanh chua là các bác ném dưa chặt rồi đem để gần ở tủ lạnh á. Chỗ đó nhiệt độ cao hơn nên là dưa nhanh chín hơn nha. Tai lưỡi sau khi ướp đủ thời gian rồi các bác đem đi luộc hoặc hấp. Tôi thì luộc khoảng 30 phút rồi vớt ra. Mình để nguội rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm cho giò kết dính. Hôm sau các bác cắt ra giò rắn chắc và giòn cực kỳ luôn. Đấy các bác thấy miếng giò của tôi nó có uy tín không? Đùa chứ không biết ai nghĩ ra cái món này mà nó ngon thế cơ chứ lị.